Thịnh. Bạn người yêu mình. Ngày hôm nay thì Vũ Thịnh và Fanny sẽ có một buổi đi dự tiệc sinh nhật của công ty Perfect Universe. Chính là công ty mà đã tổ chức những chương trình tỏ tình hoàn mỹ này, hẹn hò hoàn mỹ và cái gì lớp học hoàn mỹ nữa mọi người ạ. Ok, cùng xem buổi sinh nhật như thế nào nhá. Làm gì vậy bạn? Đây là chiếc bánh sinh nhật bằng sushi quen thuộc. Yes. Mình sẽ tặng cho các anh chị bên Perfect Universe. Let's go. Chúng mình cũng đến với nhà hàng quen thuộc, nơi đã diễn ra rất là nhiều buổi game party của công ty rồi. Một chiếc bánh sinh nhật bằng sushi. Lên nào. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bánh này mình đặt đâu nhỉ? Mình đặt đây luôn. Bánh sushi à? Bánh này mình đặt sushi mà. Đẹp quá. Đúng là của Bell. Chút. Đâu, đại diện. Có nhiều quá chứ. Nope. Ủa, thử anh à? Bữa sinh nhật không được đá banh. Em ơi, ra đá banh thì qua được trận thắng rồi về không? Qua sinh nhật viên đâu ạ? Đây. Ủa, anh ấy nè. Đây. Cùng quá. Cái này nặng rồi, cùng quá. Nhanh đi vào anh đi. Ngồi cái hương này buồn quá. Đang buồn. Đang bị bận sinh nhật. 21 quả trứng mừng nha. 21 cho bọn em diễn đầu nó không? Có diễn không? Có được lên diễn không? Thế thôi được, mình đến mình ngồi ăn miếng rồi mình về. Đó gọi là sinh nhật vui á. Thôi là chút đi, làm cái người nào. Hẹn, mọi người biết hẹn mấy giờ không? Hẹn 6 giờ bắt đầu và bây giờ là phải mấy giờ rồi? 7:30 rồi. Mà nếu về tính về các bạn con trai thì có mỗi anh Ngân và mình là đến thôi. Chưa có một ai tới cả. Ý thức quá. Trên em nè. Là hồi mình được ăn cái này đấy. Hay rồi. Thôi đi em làm cho. Tay dài luôn mà. Tay em dài đâu. Đâu lấy em một miếng này là ngon nào. Nhiều nhìn nhất nào. Lục. Em bông hoa vậy. Em là bông hoa. Nhiều không? Đây. Nhiều rau vào nhá. Nó gì nào? Cho bò. Ai ăn đi. Ai ăn bữa nào? Hôm nay ăn thì tôi người đàn ông năm nay tròn 30 tuổi, đang bị ốm cách 29 mà. Tưởng mục 30. Chưa, tháng sau nó 30. Đi 30 anh sáng tác bài ông nội của 30. Không phải ông ngoại rồi. Lý thì đưa rất là coi lại xong sao bây giờ nhân mình sâu thì vô duyên. Trời ơi, hôm nay là say nước rồi. Che mặt lại, che mặt lại, che mặt lại. Che mặt gối. Che mặt rồi lấy. Bây giờ sao ta, bây giờ đâu? Ủa anh để đây luôn hả? Để luôn đấy, con thôi, cả mâm tay luôn. Em muốn thấy mặt mà. Thôi thấy đi. Hãy đi cho quen trời. Coi kìa. Cái này hay chồng tụi tay làm đúng không hả? Tụi tay người ta làm đó. Tụi tay đặt người ta làm. Really? Tụi tay nhắn tin mọi người cho em đặt á. Nè, nước chấm nè. Kìa, ngồi nhìn cái nhãn hiệu luôn rồi. Nước chấm một lần. Chúc mừng sinh nhật người ta. Để hình. Sinh nhật ai? Đây là người ta tự lấy nhá, không biết nữa. Đâu, 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 quay qua đây coi. Chê. Chê luôn. Chê. Dạ. Cái này là bên... Mình có nhớ còn quay qua bên này nữa. Mặt lại quay kia đi. Quay đó. Để coi biết sinh nhật ai. Quay đó. Sao từ đầu không nói vậy đi? Không biết cái nào, không biết thiệt. Bây giờ ghi chữ nữ chủ tịch công ty không á. Hôm nay anniversary gì? Gọi là gì? Chiến thần tiếng Anh không ta? Kỷ niệm đám cưới là gì? Anniversary. Được quá không? Anniversary mà. City nữa. Đúng rồi. Bài này là bài bọn em mới thu ngày hôm qua xong, là cũng là một trong những bài đầu tiên mà chắc bọn em sẽ ra sớm. Là các anh chị và bọn em đã bàn rất là nhiều cái ý tưởng và bàn rất là nhiều kế hoạch trong bài hát này, nên là mong rằng là mọi người sẽ yêu thích nó và mong rằng mọi người sẽ ủng hộ bài hát này rất là nhiều ạ. Bài hát này là cứ quên đi mọi người ạ, mọi người nhớ đã. Tên là cứ quên đi thôi, nhưng mà mọi người cứ nhớ đi nha. Ok.